hả <laughs> chào ông bà tới đây có chuyện gì vậy tôi muốn gặp con dâu nhà ông một lát thôi bà gặp con dâu của tôi đi làm gì con dâu à xuống xe đi Dạ, con chào bác. Dù sao cũng đã tới rồi, vô nhà đã. <laughs> nhà có khách, thím làm ơn lấy nước uống dùm nha. Mời bà ngồi. Dạ, dạ thôi. Mời bác lên lầu, phải vậy sao? Vậy thì tôi xin đất lễ với ông ủa dạ ừ. có chuyện gì vậy Bà cứ vô phòng đi ba à, mời bác vô trong phòng thưa bác gái bác gái hả à, bác tông gia à, xin bác sao hả cô sợ tôi la lối ồn ào với cô sao sợ tôi đánh cho cô một trận tới khóc luôn hả mọi người sẽ chạy lên đó Bác làm ơn vô trong phòng đi. Nếu mẹ con mà biết đã trở thành thông gia với Sena sẽ tức điên lên cho coi. Đúng đó. Tìm cách giấu lâu hơn chút nữa sẽ tốt hơn chứ. Bây giờ mẹ đang ở nhà ba vợ con, hả à, sao, sao vậy được buồn tay ra hả ở đây là nhà con con sẽ không ngồi yên để chờ chết đâu <laughs> Vì kết hôn với người này mà cô bỏ rơi con trai của tôi hả? Nhờ ai mà cô lấy được tấm bằng hả? Thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền đâu bác? Bác có biết nhà mẹ con ở đâu hay không? Là tập đoàn YB đó. Sao? <laughs> Thiệt là vô lý mà. Con cũng định sẽ trả lại. Tất cả số tiền con nợ ở bên Mỹ, nhưng cả Trung Han và chị Trung Bin đều từ chối. Trung Bin cũng biết. Chuyện này sao? Dạ. Chị ấy đã tới đây, quậy một trận dưới lầu rồi mới đi. Con cũng đã chịu đựng đủ rồi. Xin bác đừng làm bất cứ chuyện gì nữa. Cô đã bắt buộc Trung Han phải chia tay với ca giòn có phải không? Cho nên nó mới làm theo sao? Lúc đó nếu họ chia tay, thì đã không có chuyện như vậy rồi. Con gì ngăn cản hôn sự của họ, đã tốn biết bao nhiêu là công sức. Cô có còn là người hay không vậy? Sao có thể làm chuyện lột da người ta như vậy? Rốt cuộc con trai tôi đã làm sai gì với cô kia chứ? Cầu cho nó hạnh phúc còn chưa đủ, sao có thể làm như vậy được con cũng không còn cách nào khác oh, bởi vì mình không hề biết con cái độc ác này đang sống ở đây nên nó đem con trai của mình đưa tới oh, oh. ca <laughs> dâu đã coi cái thứ này là chị vô. cô tưởng tôi sẽ chịu ngồi yên hay sao đồ xấu xa Cô cũng phải bị một lần đi con hả không có gì để sợ hết ly hôn sao so với con con trai của bác sẽ phải ly hôn trước. Sao? Vậy nên, nếu như bác còn nghĩ cho con trai của bác, thì nên ngậm miệng lại đi. Cô đang kêu tôi phải ngậm miệng lại sao? Được rồi. Cả tôi và cô đều phải im miệng. Nhưng mà tôi không thể đi như vậy. Còn đàn bà độc ác này. Cô cũng kiếm được đau khổ đi. Chết đi. Chết đi. Còn này bà độc ác. Độc độc ác. Chết đi. Chết đi. Độc ác. Độc ác. Nè. Chết đi. Đồ độc ác. Đồ độc, 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 độc ác. Ủa, hai người đó vẫn chưa xuống hả? ờ bây giờ đang ở trong phòng ngủ không biết nói chuyện gì mà lâu dữ vậy à. 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 thật là thất lễ quá không phải bà tới đây để gặp tôi hay sao vậy ờ à, tôi đã nói chuyện xong rồi à. khỏi tiễn Ê trời Rốt cuộc có chuyện gì? Sao vẻ mặt của bà ta kỳ quá vậy? Dạ không có gì đâu ba, chỉ là nói chuyện về cô Út nhà mình thôi. Để con đi chuẩn bị cơm nha ba. <laughs> <laughs> Mẹ à Mình về nhà thôi Thật Vô dụng Vô dụng <laughs> về nhà thôi mẹ con là đồ ngốc hay sao sao lại chịu đòn như vậy sao không nói hết chuyện trước đây ra mẹ à bây giờ con đang rất hạnh phúc nên mẹ bớt giận đi con trở thành người nhà với cái thứ đó thì làm sao mà hạnh phúc được. Con biết con đã nói gì với mẹ hay không? Nếu mẹ không muốn hai đứa con ly hôn thì ngậm miệng lại. À, 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 ba mẹ ơi! Ba mẹ ơi! Con quất ức quá không thể sống nổi nữa. À, à, sao con lại phải sống như thế này chứ? Con trai con bị đối xử như thế này <laughs> mẹ ơi <laughs> Mẹ ơi <laughs> Mẹ à Bà xã Bà vô trong nằm đi Tôi làm đúng gì mà nằm Chuyện đó thành ra như vậy rồi Thiệt tình là bữa nay chung Han Cũng định nói cho mẹ biết hết Quả cũng đã gây ra rồi Thì còn nói cái gì nữa Ông cũng thiệt tình. Nếu đã biết rồi thì phải phản đối thế cùng chứ. Sao lại chấp nhận như vậy? Mẹ à, như vậy thiệt là vô lý. Cả chung binh cũng vậy nữa. Một mình con tới quậy một trận vậy là xong hay sao? Phải quan cho nó trái lụ đạn chứ. Nếu dạch bộ mặt thật của nó ra trước mặt người bên đó, thì đã không có chuyện này rồi. Bà với chị đã ngăn cản con rồi, do con không nghe lời thôi. Tôi hiểu bà đang rất đau lòng nhưng chuyện cũng đã qua rồi quan trọng nhất là Trung Han nó rất hài lòng với cuộc hôn nhân này bà cho qua luôn đi tôi không thể làm được điều đó tôi thấy quá quất ức Tới nỗi không thể nào sống được nữa Trời ơi, ngon ngồi ăn đi Ngon ngồi Mời, mời, dạ, ngồi mời. ngồi 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 mời ngồi 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 Được, được, ngồi 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 Ngon ngồi Ngon Mời ngồi Chị đi cẩn thận à Dạ cảm ơn Ủa sao anh không vô trong đi Anh định đi thay quần áo Anh ăn tối chưa Anh ăn rồi à. Nhìn anh mệt mỏi quá à. Uống cái này đi Cảm ơn em Em biết quyết định đúng nhất của anh trên đời này là gì không hả? Không lẽ là chuyện kết hôn với em? Trả lời đúng rồi. <laughs> uhm... Gì đây? Anh hơi lạ đó nha. Có chuyện gì giấu em hả? À, làm gì có chuyện đó? Có phải mẹ đã nói gì với anh không vậy? Mẹ buồn chuyện sinh lễ có đúng không anh? À, không phải đâu. Anh nói thiệt cho em biết đi. Mẹ em để tâm lắm luôn đó. Trời ơi, em cứ như vậy sẽ cãi nhau nữa đó mẹ em còn để tâm một chuyện nữa mẹ muốn mời trưởng phòng can tới là chỗ thông gia với nhau mà bộ mẹ vợ không biết là anh chàng đó đang theo đuổi con gái mình hay sao nếu cứ như vậy em sẽ đi nói là anh có bệnh nghi ngờ vợ <laughs> cuối cùng chồng em cũng cười rồi em đi làm việc đây anh yêu yêu nhiều lắm <cười> <cười> À. Công ty Sheraton và công ty Ba Con góp vốn mở một công ty chung được không? Cho bọn họ thuê xưởng còn chưa đủ, còn đòi góp vốn nữa. Mỹ phẩm Bi, nếu hợp tác với họ làm mặt nạ thì rất dễ tấn công vào thị trường châu Âu. Trước mắt nếu là mối quan hệ hợp tác chiến lược thì cần tiến thêm một bước nữa. Nói vậy thì khi nào chúng ta mới chiếm được Sheraton đây? Chúng ta cứ đấu đá nhau hoài có ý nghĩa gì đâu. Có được sức cạnh tranh trên thị trường thế giới mới là quan trọng. Ê, biết rồi ra ngoài đi À, phải rồi tháng trước giám đốc can đã bắt đầu soạn một bản kế hoạch tại sao lại bỏ cái đó bị phát hiện trước rồi hay sao ờ um, chuyện này cậu ta cứ phủ nhận là vấn đề của cậu ta nhưng cậu ta đâu phải là người chủ động buông tay Vậy? phải có lý do mới gọi cho bạn được sao cả tháng không liên lạc rồi vì không phải là bạn anh nói vô trọng tâm luôn giùm đi vì anh cần được an ủi anh mới vừa phản bội cậu của anh rồi vì không biết khi nào sẽ bị phát hiện nên bây giờ đang phập phòng đây anh nói cậu của anh là chủ của tập đoàn quay bi hả nếu bị lộ nói không chừng anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trước khi thẻ tín dụng bị ngừng kiếm gì ngon ngon ăn đi tôi cũng cảm thấy tâm trạng rất là tệ nếu có ai rủ tôi tôi cũng rất muốn đi chơi nhưng mà anh thì không được đâu. Sao vậy? À, cuối cùng thì mẹ tôi đã biết Kansena là ai rồi. Mà điều đáng giận hơn nữa là mẹ tôi đã bị con nhỏ đó khống chế. Hey. Con nhỏ đó nó đã biến hai nhà trở thành kẻ thù. Mà còn nói cứ thử mà xem, nó điên rồi hay sao vậy? Làm con trai của người ta phải mang tội lừa gạt bị nhốt vào trại giam. Sao có thể làm vậy? À, à, thôi nha. Ờ, mẹ, mẹ, mẹ à. Tại sao Trung Hàn lại bị nhốt trong trại tạm giam hả? Không lẽ... C cái hôm nó đi dự tang lễ ba của bạn là hôm đó đúng không? Dạ mẹ à, chuyện đó đã được giải quyết xong hết rồi mẹ. Còn không muốn nói cho mẹ biết đi. Cái gì vậy trời? Hử? Gì đó? Anh biết tiệm canh xương hầm nhà tôi khai trương chứ. Tôi cần phải biết chuyện đó sao? Vậy thì, sao anh lại gọi điện thoại cho vợ của người khác vậy? Rồi sao? Cậu muốn kiếm chuyện hả? Tôi đang mời anh đó. Chúc ngon miệng à. à. Cho tôi một phần chúc nữa nha. Chúc mừng khai trương nha. À, xin chào quý khách ạ. À. Chà, khách đông quá hả? Dạ, của quý khách đây. Dạ xin mời. Cậu thông gia tới rồi dạ. sao? chúc mừng bác. Buôn bán đắt vậy là tốt rồi. Ừ. Bên công ty không có chuyện gì chứ? Truyền lộ bản kế hoạch. Chắc chắn Sena sẽ công khai. Tạm thời nó bị ba tôi ngăn lại rồi. Nhưng mà lần này Sena đã lấy được bản kế hoạch góp vốn. Ừm. Um chắc nó sẽ lấy được chiếc trợ lý cái giá để lấy được bản thiết kế là được hưởng cổ phần trong Quay Bi cái đó chắc đổi ra cũng được nhiều tiền cậu định nhìn Sena lợi dụng thế lực nhà vợ cậu để lập ra cái công ty gấp vốn gì đó sao à. cậu nghĩ Han Ca sẽ nghĩ sao tay trắng lập nghiệp cùng ba mình đi tới ngày hôm nay mà lại để rơi vào tay người không có liên quan Người không liên quan gì chứ Là ai vậy À Tụi anh đang nói về chuyện Sell Rethin và YB mở công ty góp vốn đó mà Vậy thì tốt rồi Mỹ phẩm của bên anh và mặt nạ của bên tôi Sẽ cùng tiến vào châu Âu đúng vậy không Sao cô biết được Thì trước đây tôi và ba Cũng đã từng nói về chuyện này Cũng nhờ có chị dâu mà thực hiện được suôn sẻ Vậy thì tốt quá rồi không cần ra tiễn đâu đang bận mà kiếm cớ để nghỉ một chút thôi mà nếu sớm biết anh gọi người lái thay thì đã uống nhiều chút lần sau sẽ uống nhiều hơn đi nha Ồ, chạy đi về cẩn thận đi thôi em đau chân không? Lát về nhà anh bóp chân cho em ha. Em chú tâm vào công việc, cả tháng nay toàn ở nhà. Em có thấy buồn không? Anh có biết không? Một tháng qua là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em đó. Ngoại trừ một chuyện thôi. Ba hả em hả? Ừ. Vợ chồng anh hai, chiếm cứ luôn công ty cũng được sao? Em không cần đâu. Ủa chúng ta cũng qua ngồi xích đu đi ha quản tù <laughs> xì quản tù si, tù si. Búa. bao bao kéo búa tù bao, si bao si bao si. kéo ừ. <cười> yeah <cười> anh đẩy đi rồi yeah. ừ sao em nặng vậy em ăn hết phần của anh rồi <laughs> Nặng quá! Ừ? ừ? Ủa? Muốn anh đút cho em ăn không nè? <cười> <cười> ăn đi! <laughs> Ôi trời ơi! Chỉ có thể làm như vậy thôi sao? Nhìn mắc cỡ quá! Mau đi thôi! Ông anh rể này đúng là nhí nhảnh thiệt á! Để anh đẩy giùm em nha! <laughs> Em đứng lại chưa? Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Qua đây, qua đây. Ừ. Sao có thể chơi xong rồi bỏ chạy vậy? Anh ngoan ngoãn đi nha. Ừ. À. Ngày mai cô đi gặp ba không? Em cũng muốn quán chết ba chút nào đâu. Chúng ta đợi tới khi ba nguôi giận đã. Ba vẫn chưa ngủ sao? Con coi ba là con nít hay sao? Chưa tới 10 giờ mà bắt ba đi ngủ chứ. Vậy ba chơi dán cờ với con nha. Bây giờ con chơi giỏi hơn rồi đó. Con học đánh rồi hả? Dạ, con học ở câu lạc bộ. Ba vợ con chắc là vui mừng lắm á. Trong khi ba của mình thì chưa từng nhìn thấy cái bàn cờ nào hết. Con xin lỗi ba. Ừ, trà, con là con trai của ba. Thôi, vô tìm vợ của con đi. <laughs> Chuyện lọ đựng mỹ phẩm như thế nào rồi? Con đang tìm. Bên chỗ hoa gan vẫn không đồng ý sao? Ba là người nói không được trước mà. Trời ơi, cái thằng nhóc này làm sao mà nó lấy được vợ vậy chứ. Thiệt tình, bực mình. Thôi thôi thôi, để ba vô ngủ cho rồi. Gì vậy anh? Tâm trạng của ba vẫn cứ không được vui. Lượng tiêu thụ của công ty tăng lên rồi mà vẫn không vui. Vì sao? Ca Gion không có nhà nên bà mới như vậy. Vậy thì phải làm sao? Em đã cố gắng nhiều tới như vậy rồi mà cũng không là gì hết hay sao? Con gái tự ý lấy chồng vẫn là đáng quý hơn. Đối với ba Ca Gion không chỉ là đứa con gái. Ba nói nó còn là đồng đội của ba nữa. chụp hình cả nhà xong chưa vui vẻ được bao lâu con nhỏ vô tình này tới điện thoại cũng không gọi nữa à. 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 bác gái nhà thông gia ngủ được sao? Bác có biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không hả bác? Tôi thực sự cảm thấy quốc ức quá rồi, không thể nào ngủ nổi. Cô, đã đưa con trai tôi vào trại tạm giam hả? Cô xúi dục cả ba ruột của cô nữa phải không? Có đúng là như vậy không? Nếu không bị ép thì con có làm như vậy không? Tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Rồi sao? Không tha thì bác định làm gì? Bác có chứng cứ gì không? Chứng cứ? chỉ cần không có chứng cứ thì làm gì cũng được hay sao? À, được rồi, tôi đang có ý định sẽ làm ác, giống như cô đây. Sao? Trước hết, tôi sẽ gọi mỗi đêm để hành hạ cô, sẽ đồn tin về cô khắp khu vực cô ở. Sẽ tới công ty của ba chồng cô kể tội. Ba chồng của cô, dù có vô ý tới cách mấy, cũng có một ngày sẽ biết thôi, đúng không? Bác điên rồi hả? Đúng đó tôi bị điên rồi. Tôi nhất định phải nhìn thấy cô bị tôi hành hạ tới chết. chú ma nè điện thoại kìa chị dâu nè mẹ anh bị sao vậy hả chị dâu hả à, cô út hả bây giờ anh ấy đang ngủ có chuyện gì vậy chị À, à chắc chắc chị gọi lộn số rồi đang nửa đêm mà có chuyện gì làm chị giận dữ vậy hả? À, à, để rồi chị nói cho em nghe sao? chị xin lỗi ngủ đi nha. Dạ. Sao mà giận dữ vậy ta? Ồ, chị dâu cũng dữ thiệt chứ. chị dâu anh thấy cuộc gọi của chị dâu rồi chứ hả làm gì mà hết hồn vậy chị dâu gọi thì có gì đâu chị nói gọi lộn thôi mà uh. nhưng mà chị ấy mới vừa về nước chưa được bao lâu hết sao lại hét lên nè mẹ anh bị sao vậy hả Có người làm chị ấy giận dữ vậy sao ờ con rể Jun. bắt đầu từ hôm nay con không cần phải ra tiệm phụ đâu Dạ phụ giúp lúc mới mở như vậy là được rồi, mẹ thật sự rất ngại với mẹ con. Con cũng rất tán thành, trưởng phòng Dương quay trở lại xưởng cố gắng làm việc đi nha. Cà giòn cũng vậy. Con làm sao? Con là cộng sự của mẹ mà. Không có con, mọi người cũng có thể làm tốt. Từ hôm nay tới công ty đi. Chừng nào ba chưa chấp nhận tụi con cưới nhau, con không tới đâu. Sao không nghĩ ngược lại? Nếu em làm việc thật tốt, biết đâu ba sẽ tha thứ. Con nói vậy cũng đúng, nhưng tại sao con không chịu cung ứng lọ đựng Hôm nay em sẽ về gặp ba. Anh cũng đi nha. Thôi khỏi đi, em đi một mình được rồi. Nên để ý tới người này. ấy cha, là ai vậy ta? Chào anh ạ. À. Quá đáng thiệt á, tôi buồn lắm đó ngang. Tôi xin lỗi mà. Tôi mà còn buồn. Ba cô buồn tới đâu nữa? Tôi làm sao? công ty này ai cũng có thể ra vô được hay sao chứ con tới để mua mặt nạ thôi vậy con là khách hàng có thể ngồi được chứ vậy à để tôi gói cho cô sản phẩm mới nhất à dạ à mua mặt nạ thì có thể gọi điện thoại đặt hàng cũng được cô là người bận rộn mà sao phải chạy tới tận đây làm gì chúc mừng ba nghe nói ba sắp thành lập công ty góp vốn con nhớ lúc trước khi mới thành lập công ty ba từng ước có ngày bán qua bên châu âu bây giờ thành hiện thực rồi con không hiện. phải là mơ ước của ba mà là của con chịu đựng bao nhiêu khổ cực chỉ cần con nghe theo lời ba thì bây giờ gia đình chúng ta đã vui vẻ biết bao nhiêu rồi xin ba hãy tha thứ cho con ủa à, em tới thật rồi hả ừ sao tới con mà cũng như vậy nó tới mua mặt nạ đó, con chuẩn bị thu tiền đi. Bà, được rồi. Lò đựng của chúng ta thì sao đây? Bà nói cà giòn, khuyên em rể Jun đổi ý đi. Nhưng mà... Có một điều kiện. Gì? Chuyện ba hiểu lầm rồi kiện anh ấy tội lừa gạt. Ba xin lỗi trước đi ba. Con nói sao? Xin lỗi hả? Không hề không làm. Cà giòn à? So với ông già này, con coi trọng chồng của con hơn có phải vậy không? cái đồ phản bội mà ra ngoài. Cái John à. Đã tới rồi mà sao bỏ đi nữa? Sao sắc mặt ba lại như vậy chứ? Ba bị trúng nắng hả? Em không nấu cơm cho ba ăn nên mới như vậy đó. Em nghĩ cách gì trước khi ba đổ bệnh đi, hả? Em sẽ quay lại. <laughs> Tiến hành đi. Cảm ơn anh. Hôn kỳ đã cứu cậu đó. Nhưng mà họ gom tiền bằng cách nào vậy? Bọn họ sẽ lên sàn. Chức vụ trợ lý công ty góp vốn sẽ do Sina đảm nhiệm. Trong vòng vài năm tới, dần dần sẽ lấy được cổ phần công ty. Sẽ có thể thực hiện sát nhập một cách hợp pháp. Lần này đừng để sơ suất nữa đó. Nhất định phải nắm được quyền kinh doanh. Dĩ nhiên rồi. Từ nguồn vốn chúng ta đã chiếm ưu thế, dạ ba vậy thì tốt rồi vậy uh, ngày mai con bắt đầu làm việc dạ tổ trưởng choi nếu không bận gì thì cử ổng qua nha ờ đây là cái gì vậy vì cô nhân viên xinh đẹp này kêu con mua dễ lao tới con chỉ kêu chị ấy mua loại năm đồng ngoài chợ thôi à con đó sao lại có thể bắt người lớn làm những công việc lặt vặt này chứ tôi xin lỗi nha Ớ, lại bị chơi xỏ rồi <laughs> nhưng con mua nhiều như vậy mẹ thấy ái nái lắm đó con mẹ cứ để dùng dần dần dù sao cũng đâu có hư hỏng gì à, đây là loại cao cấp nhất tại trung tâm mua sắm đó hả <laughs> các con việc gì cần con phụ giúp không mẹ? À? ờ, à, để tôi làm cho. Nếu hai người đã tới rồi, thì ăn bữa cơm rồi hẳn đi. À, nè, Harry à, chuẩn à, bị cơm bên đó đi con. Dạ. À, à, dạ mời chú ngồi. À, được rồi. À, cho một phần canh xương và xương sườn hầm nha. Đồ mất vậy. Đúng vậy đó. Ngày khai trương, con không tới được xin lỗi mẹ vì con bị đau đầu đột ngột ờ không sao vì hôm đó mẹ bận tối mắt tối mũi dù con có tới cũng chỉ mất cân mà thôi vậy bên nhà thông gia chắc cũng có tới chứ ừ ông thông gia và các công nhân ở xưởng đều có tới họ ăn uống rất là vui vẻ đó con Ôi, cũng vì ông ấy quá thân thiện nên phu nhân cũng cởi mở theo mẹ nói bác gái nhà thông gia thế nào ờ mà mẹ cũng không nên nói với con chuyện này làm gì có phải bác ấy chê tiền xính lễ không đủ không không phải tiền của đu don cho thì ông thông gia nhất định không chịu nhận nhưng mà vì chúng ta dùng tiền đó để mở rộng tiệm ăn này nên bà thông gia không được vui à. mẹ cũng cảm thấy ngại lắm thì ra là vậy cô nghĩ đây là đâu mà dám tới hả muốn tôi cạo sạch tóc của cô hay sao à xin lỗi ừ, ông là ai à, dạ tôi là người làm trong nhà của cô chủ thưa bà con đã nói là sẽ không tới tay không mà bác gái thông gia Ồ, trời ơ tôi nghe là bà nói chuyện á rất thô lỗ với cô chủ nhà tôi bà như vậy là không được đâu ông nói cái gì hôm trước con gái của bà đã tới nhà của cô chủ tôi quậy phá tôi cũng là người thu dọn nè xin bà đừng có như vậy nữa nếu gọi điện thoại lúc nửa đêm lỡ cô chủ của tôi bị yếu tinh thần thì bà định chịu trách nhiệm thế nào đây hả bây giờ ông đang đe dọa tôi đó sao bà biết rõ mà chú ra ngoài đi à. <laughs> cô sao cô có thể độc ác tới như vậy mời bác ngồi Tôi có thứ tặng cho bác Vậy cô cứ thử đi. Tiền đền bù đó. Tiền đền bù là sao? Bác hay nói con là con đàn bà lừa gạt để ăn uống mà. Chuyện con bác bị vô trại tạm giam con cũng xin lỗi. Xin bác nhận số tiền này rồi ngu giận đi. Cô nghĩ tôi sẽ nhận số tiền này hay sao? <laughs> Cầm lấy đi. bác cầm um, đi mua thứ gì bác thích đi nếu như có ai đó biết thì cứ nói là tiền bác trúng số có được nè cô nghĩ tôi sẽ nhận đồng tiền dơ bẩn của cô hay sao <cười> <cười> mẹ ơi <laughs> mẹ ơi ờ, uh, 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 uh. Ừ ờ uh, 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 được rồi. Uh. hồi nãy con đã gửi tin nhắn cho mẹ đó. ờ uh, ờ uh, 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 uh. ủa chị dâu.